Nữ ca sĩ có ca khúc khó hát nhất thế giới tái xuất ở Sâu Đạp Gió 2023 là ai? Màn trở lại của nữ ca sĩ rất được khán giả mong chờ. Cùng Lâm Na hiện là một trong 33 thí sinh tham gia sâu thực tế Đạp Gió 2023. Ngay từ khi xuất hiện trong chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1975 đã được đánh giá là một đối thủ đáng gờm. Bởi cô sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vô cùng điêu luyện, nữ ca sĩ biết hát từ năm 3 tuổi, lần đầu biểu diễn trên truyền hình năm 5 tuổi. Cả bố và mẹ cô đều là ca, nhạc sĩ có tiếng ở quê hương nên đặt nhiều kỳ vọng vào con gái. Hầu hết những bài hát của cô mang âm hưởng nhạc truyền thống kết hợp hiện đại. Đi hát 40 năm và cho ra mắt rất nhiều sản phẩm, nhưng Cung Lâm Na đặc biệt gây ấn tượng với bài hát Thấp Thỏm được mệnh danh là ca khúc khó hát nhất thế giới. Cung Lâm Na gây ấn tượng với Thấp Thỏm. Thấp Thỏm sử dụng nhiều thể loại giọng từ kinh kịch Trung Quốc như lão đán, lão sinh, hòa đán cùng nhạc cụ truyền thống như trống, chiêng hí khúc. Tác phẩm có nhịp độ nhanh, sắc thái âm thanh biến đổi không ngừng đòi hỏi người ca sĩ trình diễn có kỹ thuật thanh nhạc tốt cùng sức bền giọng hát. Cung Lâm Na biểu diễn ca khúc này trong buổi hòa nhạc mừng năm mới 2010 của đài truyền hình Hồ Nam. Màn trình diễn trở thành hiện tượng, khán giả thích thú trước sự thể hiện của nữ ca sĩ. Bài hát sau đó cũng lan truyền khắp Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Nó được tôn vinh là thần khúc, người ta nhận định ca khúc này khó hát nhất thế giới. Sở hữu danh tiếng vượt trội nên có quãng thời gian, Cung Lâm Na rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô phải chuyển về một vùng quê, sống để tìm lại cảm giác bình yên bên ông xã, nhà soạn nhạc người Đức Robert Jolich cùng hai con trai. Tại nơi ở mới, nữ ca sĩ vẫn chuyên tâm làm nhạc bằng tinh thần trong trẻo và lạc quan nhất. Đạp Gió 2023 có thể xem như là màn trở lại với khán giả của Cung Lâm Na. Trong vòng công diễn 2, cô chung đội với đại diện Việt Nam, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt.